cho mày biết tao là cung bò cạp, và một khi ai đã động đến lòng tự trọng của tao thì tao sẽ đối xử với mày bằng cái cách mà mày đã đối xử với tao. Mày nhìn cái nốt ruồi trên mặt tao đi, mày làm tìm khắp vận Bắc Bộ làm gì còn cái con nào có cái nốt ruồi thứ hai to bằng cái nốt ruồi của tao. Mày dây vào tao là mày xong đời rồi, con chó vô học. Tao sẽ đến trường mày và tao sẽ nói chuyện với hiệu trưởng của mày, rồi mày sẽ biết tay của tao, nghe nè ruồi. Tao nhấn mạnh một lần cuối cùng, tao là cung bò cạp và tao là nè ruồi.